Hôn nhân hứa một đằng là một nẻo. Khi kết hôn thì ai cũng thề thốt bên nhau mãi mãi. Nhưng tại sao sau một vài năm thì em lại châu chấu đá, anh lại chuồn chuồn bay? Trong ngày cưới, cặp đôi nào cũng được chúc trăm năm hạnh phúc. Nhưng tại sao sau vài năm thì lại dành cho nhau những điều tồi tệ? Ai cũng mong nhận được những lời nói dịu dàng, những cử chỉ âu yếm. Nhưng tại sao mỗi khi nổi nóng, họ lại sẵn sàng hét vào mặt nhau tất cả những điều xấu xa nhất, kinh khủng nhất? Khi đến với nhau, ai cũng muốn xây tổ ấm, ai cũng muốn trăm năm hạnh phúc. Nhưng tại sao giữa lời hứa và việc làm lại chênh nhau nhiều đến như vậy? Thực ra có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến va chạm, đổ vỡ trong gia đình. Nhưng hôm nay em Dung chỉ muốn đề cập đến một nguyên nhân, đó là vợ chồng chưa thực sự tôn trọng nhau đủ mức. Người xưa đã dạy rằng phu phụ tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng phải tôn trọng nhau như tôn trọng khách quý. Khi khách đến nhà thì chúng ta niềm nở, ân cần, chu đáo. Nhưng đối với vợ chồng của mình, trước khi mới yêu thì chúng ta quan tâm, chăm sóc, lo lắng nhau như thế nào. Còn sau khi cưới thì lại khác, dường như chúng ta biến thành một người khác hẳn. Khi khách đến nhà, chúng ta luôn muốn giữ thể diện và đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của gia đình phô ra với người khác. Thế nhưng đối với người quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta, người bạn đời, thì chúng ta lại hay chỉ trích, soi mói, phán xét, thậm chí là đưa ra những cái khuyết điểm của nhau ra để cho người ngoài cùng mổ xẻ. Nếu cặp vợ chồng nào cũng biết đối đãi, ứng xử với nhau như tôn trọng khách quý thì cuộc sống hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.